Mở đầu phim là một cảnh tượng u ám xuất hiện trên bầu trời. Mặt trăng đã che khuất mặt trời trong 10 ngày qua. Hai người học trò của Lâm sư phụ là Thu Sinh và A Phong tiến tới nhà trấn ma. Họ đang sửa lại mái nhà để ngăn ánh trăng rọi vào. Hai người bèn mang Tiểu Cương Thi ra chơi đùa. Vô tình làm ánh trăng chiếu vào cậu ấy, khuôn mặt của tiểu ma ngay lập tức trở nên hung dữ và bắt đầu nổi loạn. Đúng lúc đó Lâm sư phụ xuất hiện kịp thời. Ông sử dụng pháp thuật làm cho Tiểu Cương Thi bình tĩnh trở lại. Ba thầy trò định đợi ma nữ xuất hiện rồi tiêu diệt, nhưng đợi dài cả cổ, đợi mòn cả mông, đợi mãi mà không thấy yêu nữa đâu. Anh ta quay lại lấy bùa chú thì ma nữ bất ngờ xuất hiện trước mặt. Quá hoảng sợ, anh vội vàng bỏ chạy, để lại thằng bạn tự sinh tự diệt. Ông dùng chỉ đỏ để bắt ma nữ, liên tục đốt ma nữ bằng ánh nến để hồn ma nữ ngày càng nhỏ dần. Nhưng nó thoát được chạy vào vườn chuối trốn thoát ngay sau đó. Lâm sư phụ quyết tâm tiêu diệt. Ông dùng khinh công bay lên những cây chuối tiếp tục đuổi theo, rồi làm phép tiêu diệt triệt để ma nữ kia. Nhưng viên ngọc đã được nhét vào trong một xác chết. Ngay khi họ kéo nó lên thì một cơn mưa đã ập đến. Lúc này Lâm sư phụ cũng đến, nhìn thoáng qua ông đã thấy điều không ổn. Lúc vừa nâng xác chết lên thì mắt nó trở nên đỏ rực, khiến mọi người hoảng sợ. Ông đề nghị với đội trưởng phải hỏa táng cái xác ngay lập tức. Thấy không kịp, Oai dùng một bức tượng giả làm xác chết rồi để họ đi chuyển nó đi. Lâm sư phụ thấy có điều gì đó không ổn nên liên tục đòi kiểm tra, nhưng bị Oai dùng súng đe dọa nên không làm được gì. Bức tượng đã bị đốt cháy. Lâm sư phụ kéo tấm vải ra kiểm tra thì ông cũng không thể nào nhận ra được. Cuối cùng anh ta dùng búa đập mạnh, viên ngọc cũng văng ra. Nhưng điều này khiến hắn bị thương, máu chảy xuống cây thánh giá và xác chết hấp thụ. Cái xác chết đó đang lặng lẽ tiếp cận mình, rồi hắn không ngừng hút máu từ cô. Ngay sau đó, xác chết biến thành một con ma cà rồng, đột nhiên rơi bay ra khỏi đó và tấn công họ. Trong cơn hoảng loạn, mọi người chỉ biết trốn trong căn phòng đó. Ngay khi anh ta chậm chạp đến nơi, thì ma cà rồng xuất hiện định cắn vào cổ hút máu anh ta. May mắn thay, Lâm sư phụ và Thu Sinh phát hiện ra. Họ lập tức giải cứu A Phong và chiến đấu với ma cà rồng. Một lúc sau, ma cà rồng chạy theo họ cũng đến. Trong lúc ẩu đả, cái xác của kỹ nữ suýt nữa thì rơi xuống sông. May mắn là A Phong đã kẹp chặt nó bằng chân. Nhưng ối rồi ôi, anh nhận ra rằng mình đã mang nhầm xác. Đó là một nữ ma cà rồng. Ma cà rồng chồng cũng bị Lâm sư phụ dùng tảng đá lớn ném vào mặt rồi rơi xuống dưới đó. Con ma cà rồng bị thương, được lũ rơi đưa trở lại nhà thờ rồi chui vào trong quan tài. Thu Sinh và A Phong lúc này cũng vội vàng chạy tới. Ma cà rồng đột nhiên tỉnh dậy, nhảy ra khỏi quan tài. Hắn ta định tấn công Thu Sinh thì vô tình đã bị ánh nắng chiếu vào rồi lùi lại. Sau nhiều lần tấn công, bảo kiếm bị hắn giật lấy và hóa vàng ngay sau đó. Tiểu Cương Thi đang nấp liền nóng mặt, cậu châm lửa rồi ném trái bom qua hắn. Sau một vụ nổ lớn, toàn bộ nhà thờ bị nổ tung, lúc này mọi người cũng chạy đến giúp sức. Nhiệt tình cộng ngu dốt thì thành phá hoại, cả đám lỡ rơi vào trong đầm lầy. Ma cà rồng nhảy lên, bắt đầu tấn công trở lại. Nhưng Lâm sư phụ đã nhanh chóng dùng một nữ tu chặn hắn lại rồi đè hoàn toàn ma cà rồng chìm xuống đầm lầy.